phần bài 3D. Thì trong cái phần 3D trước mình dạy các bạn ấy, thì các bạn sẽ phải làm một bài như này. Các bạn làm chủ yếu vào cái bài như này. Đấy, thì làm bài như này. Các bạn cần xác định rõ xem những cái gì yêu cầu. Thứ nhất là các bạn phải tạo ra một cái đường hầm 3D bằng cái ảnh. Thì các bạn sẽ phải xếp cái ảnh thành cái khối 3D xong cho camera chạy từ đằng trước, chạy đằng sau. Thứ hai là các bạn có hiệu ứng đèn. Thứ ba các bạn tạo ra độ rung lắc của camera khi chuyển động. Đấy thì để làm một cái như này thì các bạn sẽ mở trong mục footage, mình cho các bạn một cái ảnh đây rồi. Nhiệm vụ của các bạn tạo một cái com và các bạn thả nó vào đây. Đây, ví dụ các bạn tạo một cái com mà các bạn thả ảnh vào. Đây. Đấy thì đầu tiên là các bạn muốn làm được bài này thì các bạn thả cái ảnh vào, các bạn bật chế độ 3 chiều lên. Các bạn sẽ thêm một cái gì nhỉ? Camera. Đấy, để chế độ là 35 mm và các bạn để hai nốt. Ok. Đấy thì mình muốn quản lý được 3D tốt thì các bạn nhìn ở hai vùng nhìn, một nó là đây, các bạn chọn hai view đúng không, một cái thì các bạn nhìn theo gì góc nhìn của camera, còn một cái thì các bạn thích nhìn góc nào tùy. Ví dụ như mình sẽ nhìn ở góc là phối cảnh chẳng hạn, thì các bạn tưởng tượng như cái file của các bạn nó đang có cấu tạo này, có một cái camera nhìn thẳng từ đằng trước vào đấy, thì các bạn xác định rõ là camera bao giờ đặt từ đằng trước, đây đằng trước, đây đằng sau, đây bên trái, đây bên phải, chỗ này trên và chỗ này ở dưới. Thì có thể hiểu là cái gì nhỉ, cái vị trí camera sẽ chính là mặt trước, như là các bạn nhìn ở góc active camera hoặc là các bạn nhìn ở góc thì nhà mặt front thì nó cũng như thế, không khác nhau nhiều, nó vẫn là nhìn đằng trước đến thôi, một là mình nhìn thẳng vàng trước, hai là mình nhìn qua camera. Thì mình muốn làm việc của bài này các bạn nên nhìn qua camera của một bên. Đây các bạn sẽ chọn active. Đấy thì bây các bạn chọn camera, các bạn chỉnh, các bạn sẽ thấy như này, đây camera tiến, camera lùi đúng không. Thì bây giờ các bạn muốn làm thành cái đường hầm thì các bạn sẽ chọn cái ảnh này và các bạn sẽ xoay, các bạn sẽ ấn R, có X, Y và Z. Đấy thì các bạn xoay trục nào, trục miễn sao cho cái này nó nằm dọc theo cái gì nhỉ, cái hướng camera. Đây mình sẽ xoay trục Y, mình sẽ để nó là 90. Đấy thì các bạn nhìn ở camera thì đương nhiên nó sẽ như này rồi, không nhìn thẳng vào. Các bạn có thể nhân đôi lên, Ctrl D và các bạn cho nó xoay R, các bạn sẽ xoay tiếp. Thì bây giờ mình sẽ xếp cái hình này nó thành cái đường hầm. Thì các bạn nhìn bây camera đang nhìn thẳng đây. Ở đây mình có hai cái này, thì các bạn đặt ra thành như này. Thì bây giờ mình cần xoay. Thì các bạn cứ tính toán làm sao xoay cho nó thành cái hầm được. Ví dụ mình sẽ nhân ra một cái nữa. Hoặc là các bạn đây nhân ra một cái nữa đi. Mình bấm vào cái trục Z mình kéo. Đúng rồi, thì nhân ra một cái nữa. Để coi như là cái mặt bên trái như này. Đấy, các bạn nhân đôi tiếp một cái nữa. Các bạn sẽ xoay cái trục ở đây. Đây, ví dụ như là trục X này chẳng hạn. Thì nó sẽ nằm ngang ra. Đúng không? Đấy. Các bạn sẽ cho di chuyển lên. Ok. Rồi, cái hình bên này mình đẩy sang đây tí nữa. Mình sẽ nhân này lên và mình kéo xuống thì nó sẽ thành cái hầm. Là bây giờ nhiệm vụ các bạn chỉ cần cây cái camera cho chạy từ đầu này, chạy lao vào nó thành cái này thôi. Đúng không? Đấy thì nhiệm vụ của mình bây giờ ấy là mình sẽ phải cho cái hầm này nó dài ra. Thì dài ra như nào? Một là các bạn nhân đôi lên các bạn xếp, hai là các bạn dùng hiệu ứng. Thì trong phần effect preset nó có một cái nó gọi là motion tie. Các bạn thả vào đây. Đấy thì trong motion tie này nó có mục là output height hoặc là output width. Thì các bạn kéo cái này ra nó sẽ gì nhỉ? Nới cái này ra. Hiểu đơn giản thế. Đấy các bạn thể copy cái này và các bạn paste vào ba cái còn lại. Đúng không? Thì nó thành cái hầm. Bây giờ muốn nó hấp dẫn hơn thì các bạn sẽ cho nó một cái đèn. Chuột phải new line.
Trong này nó có bốn cái dạng đèn mình nói cho các bạn rồi. Dạng đèn đèn pin, dạng đèn điểm và dạng đèn môi trường. Thì ví dụ bài này các bạn nên chọn dạng đèn điểm như con đom đóm ấy, các bạn chọn đèn xanh. Ok, và các bạn ấn ok. Đó thì các bạn có một cái đèn ở đây. Cái điểm sáng như này các bạn cho nó sáng lên, các bạn mở light option, chỉnh intensity sáng lên. Đó. Nếu mà muốn tất cả môi trường đều sáng ấy thì các bạn new thêm một cái light, các bạn chọn dạng là ambient đèn môi trường. Ấn ok. Đấy, đây người ta gọi đèn môi trường. Tức là môi trường xanh, các bạn bù thêm một cái đèn điểm xanh nữa thì nó sẽ xanh ngắt ở cái chỗ này. Thế thôi. Các bạn có thể giảm cái độ sáng của đèn môi trường à, trong cái đây cái light option này các bạn chỉ chỉnh cái intensity là nó sẽ tối môi trường lại. Đấy, thì các bạn chỉnh cái mode này di chuyển thì nó sẽ đây. Đúng không ạ? Rồi đó. Thì ví dụ các bạn cứ để nó ở đây đi. Các bạn để cái đèn này tít cuối nhá. À, bây giờ mình sẽ nhiệm vụ cây là cái gì nhỉ? Cái camera. Đấy thì camera các bạn muốn cây được, các bạn sẽ bấm thuộc tính position. Ở vị trí 0 giây các bạn để nó ở đầu cái ống, và đến khoảng độ 2 giây các bạn bấm vào trục Z, các bạn đẩy vào đây chẳng hạn. Hoặc là các bạn di chuyển thông số thì nó sẽ có chạy từ trái đây, có mất từ trái sang phải, hoặc là từ đầu đến cuối cái ống như này. Đúng không? Đấy, ví dụ đến chỗ này các bạn cho nó cái chữ cũng là 3D và nó sẽ xuất hiện đây thôi. Không gì khó. Các bạn đánh tách. Đây các bạn sẽ kích chuột vào màn hình và các bạn sẽ đánh ví dụ như là RCB Design. Đúng không ạ? Biết mình học câu đúng không ạ của ai. Đấy, thì muốn nó hấp dẫn chịu ảnh hưởng của 3D ấy thì các bạn phải bật 3D lên cho nó. Đấy thì khi nó bật 3D thì nó sẽ chịu những cái tác động về đèn, tác động về không gian, rất nhiều tác động. Đây thì các bạn tưởng tượng như là cái đèn của nó tít đằng sau cái chữ này chưa đến cái đèn. Các bạn bấm vào cái chữ, các bạn kéo lùi ra gần đến cái đèn này, sau cái đèn này đấy. Thấy chưa, các bạn thấy sáng do đèn nó chiếu vào cái đèn đây đúng không? Thế thôi, nó hiểu là các bạn xếp đặt thôi, hiểu xếp hình thôi. Đấy, không gì khó. Ok. Đấy. Đấy thì bạn sẽ có cái như này. Camera ở vị trí này nó nên sao nhỉ, kéo sâu hơn một tí nữa thì nó sẽ nhìn đến chỗ này, đừng sâu quá. Ok. Sau đây có một cái nhiệm vụ là để cho cái đèn nháy thì các bạn sẽ chọn một cái đèn light. Muốn nó nhấp nháy thì các bạn phải chỉnh cái giá trị là intensity, tức là cường độ sáng. Đấy thì muốn nhấp nháy thì trong After Effects người ta có một cái gọi là Wiggle. Các bạn cần tạo hai giá trị khác nhau ở hai vị trí khác nhau. Ở 0 giây các bạn để là 519, ở 2 giây các bạn để giá trị nó là ví dụ như là 422. Sau đó các bạn mở một cái bảng Window và Wiggle. Đây. Thì để Wiggle được hai cái keyframe này các bạn sẽ chọn hai keyframe. Đấy. Thì bên bảng Wiggle này cái giá trị sẽ sáng lên. Với cái mục Frequency các bạn sẽ chỉnh được cái gì nhỉ? Cái tần số, tức là cái mức độ. Đây. Cái nhịp ấy, các bạn tưởng tượng như là sao nhỉ? Có 26 nhịp dao động khác nhau trên 1 giây, hoặc là 26 cái sự biến tiên khác nhau trong 1 giây. Còn cái magnitude đây thì nó sẽ là cái nhiều cái tần số gọi là cái độ mạnh khi dao động. Ví dụ ở đây chỉ có một đấy nhá. Ví dụ các bạn ấn apply thì các bạn sẽ thấy là như này, trong 1 giây nó sẽ có 26 cái sự biến thiên về ánh sáng. Nhưng mà nó ít quá vì cái giá trị một này nó chưa đủ để các bạn nhìn thấy, các bạn nên chọn là tăng lên một tí. Các bạn ấn apply đấy, các bạn thấy nhấp nháy chưa? Đấy thì hiểu đơn giản là cái giá trị này sẽ là độ nháy trong 1 giây bao nhiêu cái, và cái này là nháy mạnh nháy yếu. Thế thôi. Thì với camera cũng thế, camera muốn nó di chuyển nó rung ấy thì các bạn sẽ chọn vào thuộc tính di chuyển của camera là position, chọn hai cây frame tượng trưng của hai vị trí đầu cuối camera đây. Các bạn sẽ áp dụng cái giá trị này nhỏ, các bạn không cần rung mạnh,
các bạn muốn rung khoảng độ là 17 lần trên một giây, các bạn ấn chọn hai cái, các bạn ấn apply. Đó thì thấy cái đường camera nó sẽ zig zag như này. Cái này 30 nó hơi lớn. Đấy. Mình để 4 thôi. Chẳng hạn các bạn ấy ấn apply. Rồi. Đấy các bạn cho nó ren thử. Xong. Đấy, với các bạn chạy các bạn sẽ thấy như này. Đúng không ạ? Cái này nó rung nhiều quá, 17 hơi lớn, các bạn để khoảng độ là 8 thôi chẳng hạn. Apply. Ok, thế là các bạn đã có một cái review. Ok. Đấy nhá, thì nếu mà muốn hấp dẫn hơn nữa thì các bạn sẽ thả thêm một cái video nó nhấp nháy như này vào. Đấy, và các bạn sẽ thả vào trong cái mục project. Đúng không? Mình sẽ thả nó vào trong cái phần composition. Và trong trường hợp này bây giờ mình không cần hai view nữa, các bạn chỉ cần một view thôi. Các bạn sẽ thả cái read film vào đây. Đấy. Ok. Trong trường hợp này các bạn không cần bật 3D vì bật 3D nó lại thành này mất. Các bạn cứ để này, các bạn hòa trộn F4 và các bạn chọn hòa trộn là multiply. Multiply. Đấy. Hiểu bản chất chưa? Đấy, không gì khó cả. Nha. Đằng sau này nó không có cái gì nên là nó bị trắng như này. Thì thích có thể các bạn nêu một cái solid hoặc là các bạn nhân chính cái đối tượng lên, các bạn cho đằng sau là xong. Đấy, mình có thể chuyển nó về hai view. Ở cái phần đằng sau đây. Mình sẽ nhân một cái lên. Ctrl D và các bạn kéo dài ra. Các bạn xoay. Đấy, nó nằm ngang như này. Ok, mình đẩy ra đằng trước thì nó sẽ như này đúng không, đẩy ra đằng sau. Đấy, các bạn tưởng tượng như có một cái tấm nó đặt ngang cái này. Đó, mình để ra đằng sau này. Để sau cả cái điện và sau cả cái chữ. Thế thôi. Còn nếu không thích các bạn để màu đen cho nó tối, nó huyền bí cũng được. Đấy. Thì các bạn sẽ có cái ứng dụng của gì nhỉ, 3D camera và light. Ok. Tạm biệt.